Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm, cân xả chấu là một trong những thiết bị quan trọng trong quá trình cân chấu. Với những ưu điểm vượt trội, cân xả chấu đang được nhiều nhà sản xuất chấu và người chăn nuôi tin dùng. Cân xả chấu được thiết kế với màn hình điều khiển, giúp cho việc điều chỉnh và quản lý hoạt động của cân xả chấu trở nên dễ dàng hơn. Cân xả chấu sử dụng công nghệ hiện đại, giúp đo lượng chấu chính xác và tránh sai sót trong quá trình đo lường. Với thiết kế đơn giản và tiện lợi, cân xả chấu được vận hành dễ dàng và không đòi hỏi nhiều kỹ năng kỹ thuật. Cân xả chấu được thiết kế để dễ dàng bảo trì và sửa chữa. Với những chi tiết được tối ưu hóa, người sử dụng có thể tự thực hiện các công việc bảo trì một cách đơn giản và nhanh chóng. Điều này giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và duy trì máy hoạt động ổn định trong thời gian dài. Cân xả chấu giúp tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí cho quá trình sản xuất và vận hành. Với khả năng cân xả chấu nhanh chóng và chính xác, máy giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian và công sức trong cân chấu. Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra cho quý khách hàng những tư vấn tối ưu nhất để có thể đạt được mục đích mong muốn với mức giá thành tốt nhất. Với kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm hút thổi và cân định lượng, bao gồm hệ thống cần cầu vít tải hút thổi các loại nguyên liệu như xi măng, cho bay và hút các loại nông sản như ngô, bã nành, thức ăn. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà máy xi măng và lò hơi, giúp tăng hiệu suất sản xuất và giảm chi phí vận hành. Hệ thống cân định lượng xi măng, cho bay, nông sản giúp đo lường chính xác lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Máy hút thổi nguyên liệu rời là một giải pháp tiện lợi cho việc vận chuyển các loại nguyên liệu như chấu, lúa, ngô, cà phê, tiêu, mùn cưa, nhựa và bột đá. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp máy hút xả bụi cho các nhà máy. Các máy hút thổi này được thiết kế để hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí.